mọi người nha. Lại là em Mai đến từ cửa hàng xe máy An Thành Phát. Và hiện tại thì em Mai đang ngồi trên một chiếc xe nguyên màu hồng baby, rất là bánh bèo. Và thực sự là cái phiên bản nó rất là kiểu hiện đại và pha lẫn cổ điển nha các bạn. Đó, chính là dòng xe Honda Scoopy. Đó, và giá bán hiện tại của dòng xe này là từ 36.500.000 đồng. Thì giá này em Mai đã bao VAT. Đó, một chiếc xe màu hồng nha mọi người, Scoopy. Và em sẽ in, cái này sẽ là phần in tem nổi nha mọi người, tem nổi vàng đồng nha, rất là xịn sò luôn ạ. Màu hồng trắng nha mọi người. Ngoài ra cái màu hồng trắng này thì em còn rất là nhiều màu khác đó. Ví dụ như là màu xanh này, màu nâu trắng này. Đó, em có rất là nhiều màu luôn. Mọi người cứ nhắn tin vào Zalo của em Mai để em Mai gửi cái bảng màu qua để mọi người chọn, mọi người chốt đơn cho em nha. Và thủ tục mua gốc của dòng xe này thì chỉ cần là căn cước công dân gắn chip và đủ 18 tuổi thôi. Em hỗ trợ trả trước cho dòng xe này chỉ từ 3 đến 4 triệu đồng trở lên là có thể rút xe về. Ngoài ra nếu như mọi người có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế thì mọi người cầm đến giúp em Mai nhá. Và bên em thì có độ màu sơn 3D theo cầu. Độ màu sơn 3D thì bên em sẽ phủ bóng nano miễn phí bảo vệ màu sơn chỉ giá 1.800.000. Khi mọi người có liên hệ đến siêu vệ em Mai này để bảo vệ màu sơn cho các bạn nhé, 1 năm 3 lần. Và ngoài ra thì bên em sẽ bảo hành 3 năm về màu sơn tại cửa hàng em Mai luôn. Không có, nếu có vấn đề gì về chảy xước hay là bong chóc thì mọi người cứ liên hệ với em Mai để em Mai giải quyết tất cả vấn đề mọi người đang gặp phải ha các bạn. Và bên em thì có thu xe cũ, đổi xe mới, có hỗ trợ ship xe toàn quốc 63 tỉnh thành luôn. Nếu như ở nhà mọi người đang có một chiếc xe cũ và muốn đổi sang một chiếc xe mới xịn giá hơn, ví dụ như là Honda Scoopy em đang ngồi này, thì cứ liên hệ với em Mai để được đổi xe và để được sử dụng và được sở hữu một cái dòng xe nó cực kỳ hiện đại như thế này các bạn, và giá cực kỳ ưu đãi nữa nha mọi người. Và bên em thì có hỗ trợ ship xe toàn quốc 63 tỉnh thành luôn, miền Bắc, miền Trung thì bên em đều ship. Mọi người chỉ cần nhắn tin với em Mai sẽ gửi số tài khoản của công ty qua, mọi người chuyển khoản giúp em từ 1 đến 2 triệu đồng thôi. Và số tiền còn lại thì khi nhận xe này, kiểm tra đầy đủ xe, chuyển khoản cho em là được. Những bạn bên em ship rất là nhiều luôn. Mặc dù là những cái lần ship xe thì em không có quay video đâu, nhưng mà thực sự em ship rất là nhiều xe, hàng tháng rất ship rất là nhiều xe nên các bạn cứ yên tâm nhá. Ship xe và ship xe online, mua bán online là cái vấn đề mà uy tín từ cửa hàng nó sẽ đặt lên hàng đầu nên các bạn cứ yên tâm nhá. Bên em mở, bên em làm gần 10 năm rồi nên mọi người về cái độ uy tín thì nếu như anh chị em nào đã từng mua xe từ cửa hàng em Mai và đã từng xem kênh của Ryan thì sẽ biết rằng là cái độ uy tín cửa hàng An Thành Phát được như thế nào nhá các bạn. Và số hotline Zalo của em Mai là 0325333789. Bạn nào đang có nhu cầu mua xe, muốn tư vấn về xe thì cứ nhanh tay bấm vào Zalo để em Mai tư vấn cũng như đặt hẹn cho các bạn nha. Xin chào.